Thiếu niên này tên là Jonan, tuy chỉ mới còn ít tuổi nhưng cậu đã là vệ sĩ chuyên nghiệp của một tay trùm buôn bán vũ khí. Chỉ cần cấp trên ra lệnh cho cậu trừ khử bất kỳ ai thì cậu cũng sẽ không do dự tiễn đối phương lên bàn thờ ăn chuối cả nải. Ngày hôm nay Coco cô cô đang bị kẻ thù truy sát, Jonan đã sấy hết băng đạn M4 khiến hai tên ngồi trong xe đáp chiếu. Rất nhanh lại có thêm một chiếc xe quân dụng đuổi theo húc vào xe của bọn họ khiến chiếc xe bị mất lái. Tuy nhiên đám người đó đã bị em sát thủ với biệt danh thế chột xin nhẹ cái mạng. Tin bạn cay cú quyết định sử dụng súng chống tăng để bắn hạ chiếc xe cơ mà do nan đã kịp thời trọi quả nết khiến tên lửa lập tức đổi hướng. Sau đó cậu ngắm chuẩn và bóp cò cho đối phương một viên headshot khứa này sau khi chết vẫn báo đồng đội. Kết quả toàn bộ quân địch đã bị do nan và các đồng đội của cậu quét sạch trong phút mốt. Ngày hôm sau cô cô nhận được tin tức một kẻ nào đó đang chen ngang vào cuộc mua bán trực thăng chiến đấu thế hệ mới của cô ấy với bộ quốc phòng. Coco lập tức ra lệnh cho mọi người xử lý hợp đồng còn Coco và Jonan sẽ đích thân đi gặp kẻ đã nhúng tay vào chuyện làm ăn của tổ chức. Hắn ta là một thương nhân buôn vũ khí mới nổi là Crosskin. Rất nhanh hai người đã tiến vào phòng làm việc của Crosskin. Thấy hai người đang ở trong địa bàn của mình hắn ta liền tỏ vẻ kiêu ngạo nói chuyện rất bố đời. Trong lúc tranh cãi Crosskin đã cầm chai rượu đập vào đầu Coco, Coco bảo Jonan không được nổ súng bởi vì xung quanh nơi này đều là bắn tỉa của hắn. Nhưng một lúc sau Coco lại bảo Crosskin hãy gọi cho người của hắn. Thì ra trước đó Coco đã cử người đi xử lý đám bắn tỉa trên nóc nhà đồng thời đàm phán lại với Bộ Quốc phòng thành công ký hợp đồng mua bán trực thăng chiến đấu. Cuối cùng Johnan đã nổ súng tiễn Crosskin đi bán muối. Để ăn mừng thắng lợi Johnan đã tự tay vào bếp làm món trứng rán không hành chưa đãi mọi người. Cơ mà món trứng dở vãi luyện nên không ai nuốt nổi chỉ có một mình Johnan vẫn ngồi ăn ngon lành. Mấy ngày sau Coco phải ship vũ khí tới một quốc gia ở Trung Đông. Trên đường mọi người đột nhiên bị tập kích khiến cả đoàn xe phải dừng lại. Bọn họ đã bị phục kích bởi một nhóm phần tử vũ trang. Coco nhanh chóng được đưa đến gặp thủ lĩnh của bọn chúng là thiếu tá Polak. Tại đây Coco đã gặp lại một vài người quen trong đó có cả Curry, giám đốc của một công ty sản xuất vũ khí tại Anh Quốc đối thủ cạnh tranh với Coco. Ông ta cũng muốn kiếm tiền ở Trung Đông khi nơi này đang chìm trong chiến sự. Thiếu tá Polak muốn mua nhiều vũ khí hơn so với đơn đặt hàng, tuy nhiên Coco đã từ chối vì cô biết thương vụ này sẽ không có lời nhưng nếu cô cô không đồng ý thì mọi người sẽ không thể rời khỏi nơi này tên thiếu tá là một người vô cùng độc ác nghe nói ông ta đã từng tàn sát cả ngôi làng vô tội để che giấu một vụ tranh chấp đường ống dẫn dầu hơn nữa mọi người vẫn còn đang ở trên địa bàn của ông ta nên cô cô chỉ có thể giả vờ tiếp nhận cuộc mua bán lần này và ra lệnh cho cả nhóm rút quân về sau cô cô và mọi người sẽ tìm cách để thoát khỏi nơi đây thì ra ở bên kia ngọn đồi vẫn còn hai thành viên trong nhóm đang ẩn nấp chưa từng xuất hiện là tojo và van Met ngày hôm sau tên thiếu tá bắt đầu thúc giục cô cô làm việc để ngăn không cho cô bỏ trốn thiếu tá đã cử hai tên binh sĩ tinh nhuệ đi theo giám sát nhất cử nhất động của cô và do nan nếu như hai người dám có ý đồ chạy trốn thì bọn chúng sẽ rút súng khử hai người trong nháy mắt trên đường mọi người dừng xe lại để bắt tín hiệu thì đột nhiên có một chiếc trực thăng bay qua đầu của bọn họ dựa vào sự hiểu biết của mình về máy bay cô, -cô đã thành công cứu mạng một người lính của polak những kiến thức và suy luận của cô cô đã giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm và tiếp tục sống sót Tiếp đó khi cả đoàn đang đi bộ ở trong rừng, trừ trên cây Tojo và Van Mét bất ngờ nhảy xuống tấn công binh sĩ của thiếu tá Polak và trói bọn chúng lại. Đến đêm mọi người đi vào một tòa nhà bỏ hoang để nghỉ chân thì trùng hợp phát hiện giám đốc Curry và người của ông ta cũng đang ở nơi này. Thì ra là hai tên vệ sĩ của Curry vì quá máu chó nên bọn họ đã lỡ tay xử lý đám người của thiếu tá Polak. Cô gái này muốn trao đổi chiêu thức với Van Mét nên đã gạ kèo đấu dao. Hai cô gái lập tức ra ngoài so chiêu. Từng nhát dao sắc lẹm được tung ra chiêu nào cũng là sát chiêu lấy mạng kẻ địch. Cơ mà cái trình đối thủ vẫn còn hơi non nên Van Met đã hạ gục cô ta chỉ trong vài đường cơ bản. Lúc này tại doanh trại, Thiếu tá Polak nhận được tin tức cô cô đã mất tích còn đám vệ sĩ của Curry lại giết thuộc hạ của ông ta rồi bỏ trốn. Thiếu tá vô cùng tức giận đã sai quân lính vào rừng truy lùng bọn họ. Rất nhanh em vệ sĩ đã đánh hơi được mùi của kẻ địch cô ta lập tức trở về báo tin để mọi người lên đồ chuẩn bị combat. Một thời gian sau rất nhiều quân lính đã bao vây toàn bộ khu nhà. Nào ngờ cô cô đột nhiên quay xe cực gắt khiến giám đốc Curry phải thốt lên ma giờ phở cơ bất ngờ chưa ông già. Thì ra anh lính từng được cô cô cứu mạng đã trả ơn mọi người. Anh ta còn chỉ dẫn bọn họ cứ đi về phía bắc nơi đó không có lính gác. Còn giám đốc Curry cùng với hai vệ sĩ của lão thì bị dí tụt quần may mắn vẫn giữ được cái mạng. Tại một sa mạc nào đó ở bên trong quán rượu có một tổ chức xã hội đen vừa mới bị triệt hạ kẻ đã làm điều đó chính là hai tên sát thủ một nam một nữ. Tên của cô gái là Chito còn ông chú tên là Orchester sư phụ của Chitose. Cả băng nhóm chỉ còn lại một tên, Chitose đã cố định khẩu súng hướng vào người của hắn khiến hắn không thể cử động rồi kích hoạt đồng hồ tính thời gian, để cho hắn cảm nhận được nỗi sợ tột cùng khi phải đối mặt với một cái chết đến từ từ và chậm rãi. Lúc này Coco và Ronan đang xem qua thông tin của những tên sát thủ nguy hiểm, trong giới giang hồ có hai sát thủ rất bí ẩn nghe nói bọn họ chưa từng thất bại trong một vụ ám sát nào. Hôm nay là ngày nghỉ mọi người quyết định xuống phố đi dạo trùng hợp là chito C và sư phụ của cô ta cũng đang có mặt tại thành phố này để tiếp nhận nhiệm vụ mới trên đường chito C vô tình trông thấy do nan đang ngồi bên đường cô ta lập tức bị thu hút bởi khuôn mặt của cậu và cho rằng cậu rất đáng yêu lúc này coco cô cô và van met đang đi dạo trên đường phố nhân lúc van met đi vào cửa hàng mua đồ ông chú sát thủ nhanh chóng rút súng ra định bắn coco may mắn là do nan đã kịp thời xuất hiện bảo vệ cô ấy thì ra mục tiêu lần này của chito C và sư phụ chính là ám sát coco cô cô cơ mà trong thời khắc sinh tử cô cô lại còn hôn trộm vào má do nan đúng là cái thứ mê trai mà tiếng súng đã thu hút một chiếc xe cảnh sát tuy nhiên cái xe đó đã bị em sát thủ cho một viên phóng lựu nổ tan tành van met đã nhặt được một tấm khiên không biết ở đâu dùng để che chắn cô thành công bắn trọng thương ông chú nhưng cũng bị ông ta bắn vào đùi do nan đang định xông lên thì bị người kéo lại còn chito c cũng không muốn hại do nan nên đã ngăn cản sư phụ người đã kéo chân do nan chính là lem một lính đánh thuê lớn tuổi Lem biết Jonan muốn trả thù cho Van Mét thế nhưng mạo hiểm xông lên trong lúc phẫn nộ chính là điều tối kỵ của một người lính. Là một lão binh đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Lem lập tức bảo Jonan hãy dẫn cô cô chạy trốn thật nhanh còn ông ấy và Van Mét sẽ ở lại nơi này để ngăn cản hai tên sát thủ. Sư phụ đang bắn AK thì khẩu súng đột nhiên hết đạn nên hắn phải ném khẩu súng đi buồn thiệt chứ. Sư phụ phải xây AKX6 không giật như Nam Blue thì mới trúng được. Cuối cùng bộ đôi sát thủ quyết định bỏ lại tấm khiên, phóng xe đuổi theo Coco vì Coco mới là mục tiêu của bọn họ. thấy vậy Lem cũng bắt gờ giáp để đuổi theo đối phương. nếu như hai tên sát thủ tìm thấy Jonan và Coco trước mọi người thì bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. lúc này hai người đang ở bờ biển. rất may là chiếc xe của mọi người đã tìm thấy hai người trước nên bọn họ đã lái xe ngăn cản tầm bắn của kẻ địch. tuy nhiên mọi người nhanh chóng phát hiện trong xe của kẻ địch còn trang bị cả một khẩu súng máy hạng nặng đối phương lập tức nổ súng khiến cho chiếc xe bị mất lái đâm vào cọc sắt cơ mà chiếc xe màu đỏ cũng bị bốc cháy nên không thể sử dụng được nữa thanh niên hóng hớt tí nữa thì bị xin nhẹ cái đầu bây giờ cả hai phe đang lâm vào tình thế rằng co tên sư phụ vừa mới bước ra thì bất ngờ bị một viên đạn xuyên tim người đã nổ súng chính là tay bắn tỉa của tổ chức buôn vũ khí ở phát súng thứ hai anh ấy đã cho sư phụ lên bảng đếm số bằng một viên headshot thấy tên sát thủ còn lại chỉ là một cô gái anh không muốn lấy mạng của đối phương nên chỉ bắn vào vũ khí để cảnh cáo kết quả Chitose đã nhảy lên một chiếc xe tải. Mọi người còn phát hiện trong lúc chiến đấu cô ta không hề mặc quần lót. Nào ngờ có một người đã báo cảnh sát đến bắt cô cô và mọi người. Tên này thấy do nan dám bật lại mình thì lập tức giơ chân đạp cậu rơi xuống nước. Hắn ta nói mình chỉ vô tình đi ngang qua nhưng lại thu thập đầy đủ bằng chứng để kết tội cô cô. Thân phận thật sự của kẻ này là đặc vụ của cơ quan tình báo CIA có biệt danh là bù nhìn. Cơ mà cô cô là trùng buôn vũ khí nên cô không chỉ giàu mà còn quen biết với sếp lớn trong cục cảnh sát nên kết quả cô vẫn được thả tự do. Vì có người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng nên các thành viên còn lại sẽ bị giam lỏng để tiếp nhận điều tra. Nhận được tin tức tên bù nhìn vô cùng cay cú chỉ có thể tác động vật lý với cô cô để hả giận. Cơ mà cô cô cũng không để ý chuyện này. Cuối cùng chỉ một mình cô cô được thả còn những người khác vẫn sẽ bị cảnh sát giam lỏng ở khách sạn. Trong một vài ngày tới thế nhưng cảnh sát lại không giữ do nan có lẽ bởi vì tuổi của cậu còn quá nhỏ. Trong khi đi dạo, Coco tiết lộ mỗi năm liên hợp quốc sẽ tốn khoảng hơn 20 tỷ đô để phổ cập giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới. Nhưng số tiền để chi trả cho các điểm nóng quân sự còn gấp nhiều lần con số đó, điều này chứng tỏ người ta chú trọng chiến tranh còn hơn cả tương lai của trẻ em. Coco là một thương nhân buôn bán vũ khí, vũ khí đơn giản chỉ là một thứ công cụ không có tốt và xấu. Nó có thể hại người và ngược lại cũng có thể bảo vệ người khác, tất cả đều tùy thuộc vào người sử dụng. Ba ngày sau tất cả mọi người trong nhóm đã được cảnh sát thả tự do và trở về khách sạn. Buổi tối hôm đó Chitose muốn ám sát mọi người để trả thù cho sự phụ của cô ta nhưng hành động của cô ta đã bị mọi người phát giác. Len đã vào vị trí bắn tỉa ở trên nóc nhà. Cô cô có một thắc mắc vì sao lần trước khi Chitose ám sát mình cô ta lại không mặc su. Thì ra là trong một lần ám sát tên trùm mafia ở bên sông, Bansu bị ướt nên Chitose đã cởi nó ra không ngờ cô ta lại bắn chuẩn hơn bình thường. Cô cô thương lượng với Chitose, Cô ta sẽ được sống tiếp nếu như cô ta từ bỏ ý định báo thù cho sư phụ tuy nhiên Chitose đã từ chối, vậy nên Lem không còn cách nào khác ngoài việc bắn cô ta. Trước khi nhắm mắt Chitose mới phát hiện không ngờ màn đêm mùa hè lại đẹp đến như vậy, cuối cùng cô ta đã đi theo sư phụ của mình. Một khi đã làm sát thủ thì sẽ chỉ có hai kết quả đó chính là giết hoặc bị giết không còn sự lựa chọn nào khác. Sau nhiều tháng trời làm việc vất vả cô cô đã thưởng cho cả nhóm một chuyến đi chơi tắm biển để xả hơi. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới thông báo anh trai của Coco sắp lên tàu. Sau khi biết tin Coco lập tức bảo một anh da đen cao to đen hôi dẫn do nan ra chỗ khác tuyệt đối không được để cho cậu và ông anh của mình chạm mặt nhau. Anh trai của Coco tên là Casper và cũng là một thương nhân có tiếng ở trong giới buôn bán vũ khí. Lúc này do nan đột nhiên mắc tiểu nên đã ra ngoài để đi vệ sinh trùng hợp Casper cũng muốn giải quyết nỗi buồn. Vừa nhìn thấy người quen do nan lập tức rút dao ra để xiên Casper cơ mà anh ta lại có vệ sĩ đi theo bảo vệ. Em nữ vệ sĩ tên là Chiki ta tuyên bố cậu tuổi con ngan con. Trở lại 3 tháng trước, khi đó Nan vẫn còn đang ở trong doanh trại của một quốc gia thuộc địa phận Tây Á, gia đình của cậu vừa mới mất vì bom đạn chiến tranh. Một tổ chức phi quân sự đã thu nạp Nan cùng với những đứa trẻ mồ côi khác nhằm mục đích đào tạo trẻ em trở thành những binh sĩ tinh nhuệ trên chiến trường. Cuộc sống của Nan và đám trẻ rất cực khổ, một cô bạn của Nan tên là Maka đã bị thiệt mạng vì bị ép phải đi dò mìn cho quân lính căm phẫn lên tới đỉnh điểm ngay trong buổi tối hôm đó do đã ăn cắp một khẩu ak rồi bắt đầu xả súng vào đám quân lính trong doanh trại để báo thủ cho maka súng hết đạn thì cậu lại dùng dao cận chiến xin nhẹ cái mạng của kẻ địch bọn chúng sợ hãi cầu xin tha mạng nhưng đã quá muộn do nan không cần tiền cậu chỉ muốn báo thủ cho người bạn đã mất của mình sau khi xong việc do còn chưa kịp chạy trốn thì cậu đã bị bao vây bởi một lực lượng tinh nhuệ nên rất nhanh cậu đã bị những người này bắt giữ thủ lĩnh của đám người đó chính là casper anh trai của Coco. Casper cảm thấy bị sốc không hề nhẹ bởi vì đứa trẻ trước mặt anh ta vừa mới tự tay tiêu diệt cả một doanh trại. Casper giới thiệu bản thân là một thương nhân buôn bán vũ khí. Anh ta còn nói vì do Nan đã giết rất nhiều người của mình nên cũng phải trả nợ cho anh ta. Vậy nên Casper đã giữ lại những đứa trẻ mồ côi để ép do Nan làm việc cho mình. Casper đã giao cho cậu nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn cho em gái của anh ta. Từ đó về sau do Nan đã trở thành vệ sĩ của cô cô. Jonan rất căm ghét súng đạn bởi vì cả gia đình của cậu đã thiệt mạng do chiến tranh nhưng mặt khác súng đạn lại là thứ duy nhất để Jonan có thể tự vệ và trả thù. Casper là người đã bán vũ khí cho những kẻ tấn công vào ngôi làng của Jonan nên anh ta cũng chính là kẻ thù đã gián tiếp hại chết cha mẹ của Jonan, nhưng vì lũ trẻ nên cậu đành phải chấp nhận giao dịch với kẻ thù. Casper sẽ tận dụng kỹ năng chiến đấu của Jonan và đổi lại những đứa trẻ sẽ có được một cuộc sống no đủ và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Trở về hiện tại mọi người nhanh chóng phát hiện con tàu đang bị hải tặc bao vây bọn chúng ép con tàu phải dừng lại cơ mà cô cô tuyên bố có cuối đầu bài. Không ngờ đám hải tặc này còn được trang bị cả trực thăng chiến đấu, phía sau còn có một con thuyền đang cố gắng tiếp cận. Thấy vậy một anh giai lập tức lấy cây súng máy sáu nòng ra chơi khô máu, đứng trước gát linh chúng sinh đều bình đẳng, đạn rơi cửa Phật thì vạn vật đều phải nằm yên. Bọn anh không có gì ngoài vũ khí các chú không phải xoắn. Cuối cùng băng hải tặc đã bị mọi người giải quyết trong một nốt nhạc chỉ còn lại một tên vì quá nhỏ nên cô cô đã quyết định tha mạng cho nó. Ngày hôm nay tên Bù Nhìn đã đến gặp Tổng Giám đốc Trang của Tập đoàn Đại Tinh Hải có trụ sở tại Đài Loan. Bù Nhìn đã phát hiện Tập đoàn Đại Tinh Hải bí mật buôn bán vũ khí nên hắn muốn lợi dụng điều này để điều tra thông tin của Casper. Trước khi đi hắn còn sai một ông chú mồm lông canh giữ giám đốc trang cơ mà em vệ sĩ của ông ta cũng không phải dạng vừa, chỉ mới tung vài đường cơ bản đã cho ông chú ăn hành thay cơm. Thì ra trước khi làm vệ sĩ cô ta đã từng là một binh lính tinh nhuệ ở trên chiến trường. Cô gái này là tiến sĩ Minami. Ngày hôm nay cô ấy có một cuộc hẹn với cô cô để ký hợp đồng mua bán. Tiến sĩ Minami là một nhà khoa học thiên tài người Nhật. Cô ấy đang làm việc tại một nhà máy sản xuất vũ khí. Trang bị của quân đội Đức đều là do cô ấy cung cấp. Cơ mà tiến sĩ lại có một tính xấu đó là cô ấy rất ham chơi nên đã bỏ lỡ buổi hẹn với cô cô. Nghe nói trước đó tiến sĩ đã đi gặp một người đàn ông lớn tuổi cùng một thư ký trẻ gần đây bọn họ thường ăn tối với nhau và tiến sĩ còn về nhà rất muộn, cũng may là tiến sĩ đã gửi vị trí của mình. Tình cờ tham gia một cuộc triển lãm vũ khí cô cô đã gặp lại người quen là chủ tịch Curry của công ty vũ khí Anh Quốc. Ngoài ra cô còn chạm mắt với giám đốc Trang đến từ tập đoàn Đại Tinh Hải của Đài Loan. Cả ông ta và cô cô đều muốn hợp tác bàn chuyện làm ăn với tiến sĩ Manami nên hai phe phải tìm ra tung tích của tiến sĩ trước đối phương. Nhưng nữ vệ sĩ của Trang lại có thù với Casper, vì vậy mục đích thực sự của Karen chính là tàn sát nhóm người cô cô để trả thù cho những thuộc hạ của cô ta đã bị Casper săn lùng. Lúc này Jonan đã phát hiện phía trước có mai phục nên cậu lập tức bảo mọi người nằm xuống chuẩn bị chiến đấu. Jonan chỉ bắn lung tung để nhử kẻ thù lộ diện, kết quả có một tên mắc mưu đã cầm súng bắn trả làm lộ vị trí của cả nhóm. Karen vô cùng tức giận cô ta đã rút súng tiễn đồng đội thích báo lên bảng để nó bớt báo lại sau đó van met vô tình phát hiện dáng đứng của karen rất giống với một người năm xưa kẻ đó đã lấy đi con mắt bên phải và tàn sát tất cả đồng đội của cô van met lập tức xông lên so chiêu với karen trong lúc đấu súng hai người vừa né đạn vừa bắn trả đối phương van met nói với karen cách di chuyển của karen rất giống với một người đã tiêu diệt đội quân của van met mặt khác toàn bộ người của karen đã bị lem quét sạch trình độ ngắm bắn của ông già vẫn là một cái gì đó đẳng cấp còn Karen cũng không phải là đối thủ của Van Met rất nhanh đã bị đâm một nhát dao vào ngực trái tuy nhiên đó không phải là vết thương chí mạng cuối cùng Van Met quyết định tha mạng cho Karen Karen cũng tiết lộ thân phận của cô ta là trung úy quân đội giải phóng quân của Đài Loan sau đó Karen gọi điện cho giám đốc trang báo tin kế hoạch đã thất bại giám đốc trang lập tức sai thuộc hạ ám sát cô để trả thù cơ mà kết quả không thành công khiến giám đốc trang giận tím người cuối cùng cô đã dẫn theo người của mình chim én còn trang chỉ biết cay cú trong sự bất lực Sáng hôm sau Jonan đã tìm được tiến sĩ Manami đang đuổi hoa bắt bướm ở trong rừng. Nhưng đến buổi chiều chưa kịp ký hợp đồng thì cô ấy lại tiếp tục bỏ trốn để đi ra biển nhặt vò sò. Thanh niên tóc vàng này tên là Lút. Ngày hôm nay Lút có một buổi đấu tập với Jonan ở trong một khu rừng. Ban đầu Jonan không muốn so tài với Lút tuy nhiên cô cô đã dùng đồ ăn ngon để dụ cậu. Bản lĩnh thì có nhưng mà đói là không chịu được. Lút là một tay bắn tỉa thiện xã nhưng anh ấy chỉ bắn những kẻ xấu như tội phạm khủng bố các kiểu và chưa bao giờ chĩa súng vào người vô tội hay trẻ con. Đang mải suy nghĩ thì bị do nan bắn một phát vào mông rõ đau, thanh niên cay cú đuổi theo thì bị mắc bẫy lớn đầu rồi còn bị thằng trẻ con nó lừa đúng là tức thiệt chớ. Buổi chiều Coco cô cô đi tham dự một bữa tiệc trong giới mua bán vũ khí, Coco cô cô đã làm quen với một thương nhân năm xưa bà ta từng là diễn viên nổi tiếng. Chồng của phu nhân mất sớm nên bà ta đã được thừa kế toàn bộ tài sản sau này phu nhân đã sử dụng tất cả số tài sản đó để đầu tư vào việc sản xuất vũ khí. Sắp tới cô cô có một hợp đồng làm ăn với Bộ Quốc phòng Mỹ nên cô ấy đã mua chuộc một nữ nhân viên của Cục Tình báo. CIA bằng một viên kim cương trị giá hơn 100.000 đô để chắc chắn rằng thương vụ lần này sẽ thành công. Tuy nhiên khi cô cô đến gặp đại tướng quân đội thì mới phát hiện ông ta đã chấp nhận hợp tác với phu nhân ở những thương vụ tiếp theo khách hàng của cô cô đều bị phu nhân thuyết phục và đồng ý làm ăn với bà ta theo thông tin mà cô cô nghe được thì có một kẻ nào đó đã âm thầm tiết lộ kế hoạch nhập khẩu vũ khí của cô khiến cho phu nhân luôn đi trước cô một bước hoặc cũng có khả năng kẻ đó chính là thuộc hạ của phu nhân người đàn bà này quả nhiên không hề đơn giản kể từ lúc thương vụ cuối cùng thất bại cô cô chỉ ở nhà ăn chơi nhảy múa và không làm gì trong suốt hai ngày thì ra cô cô biết mình đang bị người của phu nhân theo dõi nên cô mới tương kế tự kế giả vờ là mình đã quyết định rút lui ở vụ làm ăn tiếp theo. Tuy nhiên phu nhân đã từng là một diễn viên chuyên nghiệp nên bà ta nhanh chóng nhận ra tất cả cuộc gọi trong 3 ngày qua của cô cô đều là giả dối. Phu nhân dự đoán có lẽ lúc này cô cô đang dốc toàn bộ lực lượng để chuẩn bị phản kích lại bà ta. Quả nhiên những người lúc trước đã đồng ý hợp tác làm ăn với bà ta đều đồng loạt quay xe để ký hợp đồng với cô cô, đó chính là sự trả đũa của cô cô chuyện này đã làm cho công việc kinh doanh của phu nhân bị ảnh hưởng nặng nề cổ phiếu liên tục rớt giá bị những công ty khác thu mua với số lượng lớn không còn cách nào khác phu nhân chỉ có thể chủ động gọi điện xin một cái hẹn để thương lượng với cô cô bà ta nói mình chỉ mang theo một vệ sĩ nhưng lút lại phát hiện hai tay súng bắn tỉa bọn chúng không thể nhìn thấy anh vì anh đang mặc áo chống hồng ngoại phu nhân bắt đầu tỏ ra khâm phục trước khả năng ứng biến đỉnh cao trên thương trường của cô cô và chủ động chịu thua nhằm mục đích khiến cô mất cảnh giác để sát thủ dễ dàng ra tay Cơ mà tất cả bọn chúng đã bị người của Coco cô cô quét sạch trong một nốt nhạc. Coco cô cô là thương nhân chỉ muốn làm ăn không muốn đổ máu nên cô ấy đã đề nghị hợp tác làm ăn với phu nhân để chia lợi nhuận cùng có lợi cho cả đôi bên. Sau khi thương vụ mua bán thành công, Coco cô cô lại thưởng cho cả nhóm một chuyến đi phượt để ăn mừng thắng lợi. Cuộc mua bán tiếp theo mọi người sẽ làm việc bằng đường hàng không. Địa điểm ship hàng nằm trong khu tự trị của một quốc gia giấu tên nào đó nhưng lần này cả nhóm không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn có rất nhiều bác sĩ khách hàng thanh toán trước 60% số tiền còn lại sẽ được chuyển sau khi hoàn thành đơn hàng. Máy bay lập tức cất cánh ngay trong buổi tối hôm đó, mang theo số vũ khí cùng với hàng chục bác sĩ tình nguyện hoạt động vì nhân quyền bay đến vùng chiến sự để cứu người. Trên máy bay, Jonan đã làm quen với một nữ bác sĩ tên là Maji. Từ lâu khu tự trị luôn chìm trong bom đạn vì các lực lượng vũ trang luôn gây chiến với nhau để tranh giành quyền lực. Một trong những thế lực mạnh nhất ở nơi này chính là lực lượng dân quân được cầm đầu bởi một kẻ tên là dragon Năm 11 tuổi Dragon đã phạm tội cướp bóc giết người nhưng bố của hắn lại là đại tướng nước Cộng Hòa nên hắn không bị kết tội. Lần này nhiệm vụ của các bác sĩ chính là viện trợ và cung cấp cho những nạn nhân bị bạo hành và gây hấn đồng thời phơi bày tội ác của chiến tranh với thế giới. Ngay khi máy bay vừa mới đáp xuống Dragon đã xuất hiện, hắn lập tức ép buộc Coco cô cô phải giao các bác sĩ tình nguyện ở trên máy bay cho hắn. Nhưng Coco cô cô cũng không phải là người dễ bị đe dọa nên cô ấy đã kiên quyết từ chối yêu cầu vô lý của hắn. Thanh niên cay cú chỉ có thể dẫn cá chém thớt cho đỡ quê người bị dragan đánh cũng không dám bật lại bởi vì bố của hắn là đại tướng nên hắn đã dùng rất nhiều tiền để mua chuộc sĩ quan trong quân đội lúc này dragan quyết định chơi lớn hắn sẽ tàn sát tất cả mọi người ở đây rồi quay phim lại tung lên mạng cho cả thế giới cùng chứng kiến sức mạnh của lực lượng dân quân một bác sĩ không nhịn được nên đã đi xuống để nói chuyện phải trái với dragan tuy nhiên dragan lại không quan tâm hắn ta bất ngờ rút súng bắn ông ấy lem nhanh chóng ngăn cản dragan một tên vẫn còn bướng thế là bị ông già cho đi luôn hàng tiền đạo Coco lập tức ra hiệu cho mọi người trừ khử lực lượng dân quân. Đàn em của Dragon cũng chỉ là mấy tên côn các ké nên bọn chúng không phải là đối thủ của những binh sĩ tinh nhuệ đã trải qua sinh tử ở trên chiến trường. Dragon nấp sau chiếc xe định cắn trộm nhưng hắn đã bị anh lính xin nhẹ một ngón tay. Coco đã quyết định tha mạng cho Dragon vì bố của hắn là đại tướng. Nếu như hắn mất mạng ở nơi này thì tất cả mọi người đều sẽ gặp rắc rối. Cuộc chiến kết thúc cả nhóm đã thành công quét sạch kẻ địch với không một người nào bị thương. Tuy nhiên trước khi chạy trốn, Dragon đã bắt cóc trưởng nhóm của các bác sĩ và lái xe tẩu thoát. Nhận thấy Dragon có thể sẽ dẫn người quay trở lại trả thù, Coco đã mua một khẩu pháo 12 ly ở nơi này với giá cao để tự vệ. Sau đó mọi người đã đưa khẩu pháo lên máy bay và gia cố thật chắc chắn. Quả nhiên Coco đã đoán đúng. Rất nhanh Dragon đã điều động quân đội của hắn bao vây mọi người. Coco ra lệnh cho phi công mau chóng cất cánh đồng thời kích hoạt thiết bị gây nhiễu hồng ngoại ở hai cánh máy bay để làm đổi hướng tên lửa của quân địch. Bọn chúng lại tiếp tục sử dụng súng máy hạng nặng và tên lửa tầm nhiệt để tấn công máy bay nhưng đã bị pháo sáng của máy bay vô hiệu hóa. Lúc này mọi người mới bắt đầu phản công tặng cho bọn chúng một viên đạn 12 ly từ trên đáp xuống. Đó là loại đạn nổ đặc biệt bên trong chứa khoảng 6.000 mũi tên làm bằng thép đã cho cả đám đáp chiếu. Coco cô cô còn gọi điện cho đặc vụ bù nhìn để thông báo cô ấy đã tìm thấy Dragon. thì ra cái đầu của hắn đang được treo thưởng với cái giá 5 triệu đô la. Coco muốn hợp tác với cục tình báo CIA để bắt giữ Dragon và chia đều phần thưởng một sách. Đáp xuống trại tị nạn các bác sĩ muốn thanh toán nốt tiền hợp đồng cho Coco nhưng cô đã từ chối bởi vì còn một vị bác sĩ nữa vẫn chưa tới nơi. Lúc này Coco đột nhiên nhận được tin tức bù nhìn vừa mới huy động lực lượng đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ để tiến hành vây bắt Dragon. Coco là một người thù rất dai đánh không lại thì chơi gọi người. Dragon đúng là thanh niên số nhỏ. Nhóm người đã phát hiện vị trí của đoàn xe anh da đen lập tức kích hoạt cả bẫy khiến hai chiếc xe phát nổ. Rất nhanh những tên lính ở trong xe cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình Dragon, bác sĩ vẫn còn sống, ông ấy đã được đưa trở về trại tị nạn an toàn. Cuối cùng Coco đã sai người gửi tọa độ của Dragon cho cục tình báo CIA. Chỉ vài phút sau máy bay trực thăng đã đáp xuống để mang hắn đi còn Coco đã nhận được tiền thưởng và chim én khỏi nơi này. Vài ngày sau cả nhóm lại bắt tay vào một vụ mua bán mới, trong lúc Coco đang thao thao bất tuyệt thì Van Mét lại hồi tưởng về quá khứ của mình. Vài năm trước Van Mét vẫn chỉ là một người lính bình thường cho đến một ngày nọ tất cả đồng đội của cô ấy đã bị sát hại bởi một kẻ sử dụng lục đôi gắn lưỡi dao. Toàn bộ doanh trại đã bị tàn sát chỉ một mình Van Mét còn sống nên cô ấy phải đối mặt với sự thẩm tra của hội đồng. Đó cũng là lần đầu tiên Van Mét gặp gỡ cô cô. Cô cô được sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân sự với ông nội là trung tướng còn bố là tham mưu trưởng của Bộ Quốc phòng. Cô cô đã cho Van Mét hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là quên đi quá khứ và sống yên ổn. Còn lựa chọn thứ hai chính là tiếp tục sông pha chiến trường cho đến khi nào Van Met tìm ra kẻ đã tàn sát toàn bộ đồng đội của cô. Cuối cùng Van Met đã quyết định về với đội của cô cô và trở thành một thành viên của tổ chức buôn bán vũ khí. Nhóm sát thủ này chỉ có 3 thành viên nhưng họ đã quét sạch cả một băng đảng tội phạm trong nháy mắt. Vì quá chán nản với cuộc sống hiện tại nên cả ba quyết định làm nốt phi vụ cuối rồi về quê mở nhà hàng. Không ngờ mục tiêu cuối cùng của bọn họ lại chính là cô cô. Buổi tối hôm đó Van Met đã bí mật bỏ ra ngoài tuy nhiên lại bị do phát hiện nên cậu cũng đi theo đến sáng cả nhóm mới biết tin hai người đã mất tích gọi điện cho bọn họ cũng không có ai bắt máy ở một nơi khác van mét bảo do hãy trở về cùng mọi người nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối hóa ra do đã sớm phát hiện van mét đang truy tìm hung thủ sát hại đồng đội của cô ấy nên cậu muốn giúp van mét báo thủ lúc này đám sát thủ đang điều tra thông tin của cô cô thì mới phát hiện vệ sĩ của cô cô đều thuộc dạng cao thủ giấu nghề Muốn rửa tay gác kiếm về quê để mở quán thịt chó cơ mà nhiệm vụ cuối có vẻ hơi bị khoai đúng là buồn thiệt chứ. Trở lại vấn đề, mọi người đã điều tra thân phận hung thủ sát hại đồng đội của Van Mét chính là giám đốc trang của tập đoàn Đại Tinh Hải. Chỉ với hai khẩu súng lục gắn giao trang đã tiêu diệt toàn bộ trung đội tuần tra của Van Mét. Hiện tại trang đang giữ chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn Đại Tinh Hải. Tập đoàn này chuyên bảo vệ những kẻ quyền lực, nhà máy lọc dầu và đường dẫn khí đốt. Bọn họ đã thiết lập một nhà máy sản xuất vũ khí tại một thị trấn được xây dựng bởi những công nhân dầu khí. Từ khi tập đoàn Đại Tinh Hải bỏ tiền mua lại nơi này thì nó đã trở thành một cứ điểm quân sự quan trọng. Buổi tối Coco cô cô đi ship hàng cho khách, đối phương là một băng nhóm tội phạm nên bọn chúng đã trả tiền cho cô bằng bột mì chất lượng cao. Coco cô cô không chơi bột mì nên cô đã quyết định cho cả lũ đi bán muối kết quả hơn chục tên tội phạm đã bị hạ gục chỉ sau vài phát súng. Tên sát thủ đang theo dõi Coco cô cô cảm thấy hơi rén cơ mà đã lỡ tiếp nhận nhiệm vụ ám sát nên bọn họ chỉ còn cách đâm lao thì phải theo lao. Thì ra Coco đã nhận ra Van Met có gì đó không đúng nên mới ra lệnh cho Nan đi theo Van Met. Đối với Coco, Van Met không chỉ là vệ sĩ mà còn giống như một người thân trong gia đình. Buổi tối hôm đó nhóm sát thủ đã cắt điện khách sạn với mục đích sử dụng kính hồng ngoại để ám sát Coco. Bị tập kích bất ngờ trong bóng tối mọi người không thể nhìn thấy kẻ địch. Lem và anh da đen đã bị thương trong lúc đối đầu với tên đô con nhất team sát thủ cơ mà ông già. Vẫn rất khỏe và dai sức nên đã cầm ghế lên phang vỡ đầu đối phương sau đó bị anh da đen cuột ngã. Còn em sát thủ vì cái tội to mồm làm lộ vị trí ẩn nấp nên đã bị cô cô tung một trường đập cửa vào mặt. Thấy tình hình không ổn tên sát thủ cuối cùng lập tức lái xe bỏ trốn nhưng lại bị anh da đen đuổi theo vừa đua xe vừa bắn súng như Fast and Furious. Rất nhanh cả ba thành viên của băng sát thủ đều đã bị mọi người bắt sống, vậy là kế hoạch nghỉ hưu về quê mở quán thịt chó toang thật rồi. Sau cùng cô cô vẫn quyết định tha mạng cho băng sát thủ chỉ cần ba người chịu khai ra thân phận người đã thuê bọn họ là ai. Ngày hôm sau khi Jonan vẫn còn đang ngủ say, van met đã bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thủ của mình đầu tiên cô ấy đã hạ sát hai tên nhân viên bảo vệ của công ty đại tinh hải bằng hai nhát giao trí mạng chỉ trong vài giây đã có ba người bị cứa cổ van met né đạn rất chi là mượt mà sau đó bất ngờ nhảy xuống từ trên cao lấy mạng kẻ địch từ xa có một tay súng bắn tỉa đang ngắm vào van met cũng may do nan đã kịp thời xuất hiện và bắn hạ hắn từ phía sau cuối cùng van met đã chính thức gặp lại kẻ địch năm xưa của mình là giám đốc trang thì ra năm đó vì để thoát khỏi sự truy sát của Trang cô ấy đã phải trốn dưới xác chết của đồng đội. Ngày hôm nay Van Mét sẽ chấm dứt tất cả ân oán giữa hai người, cô ấy đã kết liễu Trang bằng con dao của mình. Phát hiện người thầy của mình đã bị Van Mét giết chết Karen lập tức đuổi theo truy sát Van Mét. Trong lúc nguy hiểm Van Mét đã dùng thân mình đỡ đạn cho Jonan, còn Karen cũng bị Jonan bắn hạ ngay sau đó. Vài ngày sau Van Mét đã tỉnh lại trong bệnh viện. Coco tiết lộ Karen cũng không chết cô ta đã mất tích một cách bí ẩn cơ mà cái bệnh viện này lại bắt Coco phải trả viện phí cho Karen đúng là tức thiệt chứ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay mọi người hãy ấn like để ủng hộ gấu xàm nhé.